Hàng Mỹ, máy Thụy Sĩ, một nút bấm đổi màu mặt đồng hồ nha. Đó, đọc lạ nha. Đó, máy Thụy Sĩ, dáng tăng size của nó là 41 càng 45 nha. Dây rồi nè. Đó, dây cực xịn luôn, tay 16 thoải mái nha, nguyên hộp thiết. Nguyên hộp luôn, máy Thụy Sĩ. Thì kiểu như là nó chạy cơ chế là ba kim với điện tử thôi nha. Điện tử nó là nó đổi màu mặt thôi. Đó, đọc là hàng hiếm nha. Đó, cả nhà thấy không? Để làm sao coi. Làm sao mới tin luôn. Mới tin luôn cả nhà. Con này em mới thay pin luôn á. Giờ chỉ việc đeo thôi. Nè, sao như còn nguyên tem đáy luôn nha. Mới nè, fossil dây da nè. Nguyên rin nguyên bản nó như vậy nha. Anh em nào không thích có thể về thay dây thác, thay dây thép đúc hay là thay dây da bình thường cũng được. Đó, còn cái này giống giống như dây nịt được. Độc lạ nữa nha, lên tay rất là ngầu nha. Dành cho mấy anh em mà thích đi mô tô chẳng hạn, rất là ngầu. Bấm một nút đổi màu. Đó. Cực kỳ độc lạ luôn. À, máy Thụy Sĩ nha cả nhà. Hàng con này là fossil của Mỹ. Đó, nguyên hộp nguyên rin. Em mời cả nhà nha. Mã của nó là 118.